Chào quý vị, à, hôm nay mình muốn chia sẻ về cái đề tài này một tí. À, như vậy có ok hay là không? Luật vừa thay đổi, đây là mình nói về cái luật liên quan đến chương trình uh, y tế medi ở California hả quý vị? Thì luật vừa thay đổi, uh, nếu mà mình 65 tuổi trở lên đó thì mình có thể gia nhập medi uh, trong cái thời gian này từ ngày 1 tháng 7 liên quan đến cái phần tài sản phải không quý vị? quý vị thấy đó trước ngày 1 tháng 7 đó là những quý vị nào mà 65 tuổi trở lên đó thì nếu mà mình muốn gia nhập vào cái chương trình medical đó thì tất nhiên là giới hạn cái thu nhập của mình và tài sản của mình đúng không? Phần tài sản của mình thì cái luật cũ đó thì loại một số quý vị ra bởi vì cái tài sản còn giới hạn ở mức 2.000 đồng giống như SSI vậy ha. 2.000 đồng uh, cho một người nếu mà đôi vợ chồng nữa thì là 3.000 đồng nhưng mà sau ngày 1 tháng 7, từ ngày 1 tháng 7 trở đi đó thì họ nâng cái mức tài sản này lên từ 2.000 đồng đến 130.000 đồng cho độc thân và vợ chồng thì được nâng lên là 195.000 đồng đó. Thì đây là cái mức mà những quý vị nào mà có thể là mình bị lố một tí về cái phần tài sản ở khung thời gian trước Mình không có gia nhập medical được Rồi bây giờ thì cái điều kiện này thông thả hơn thì mình gia nhập được và đặc biệt một số quý vị mà vừa đến tuổi 65 hoặc là sắp sửa đến tuổi 65 thì nếu mà cái phần tài sản của mình thấp hơn những con số này thì mình cũng có cái sự lựa chọn là mình có muốn gia nhập cái chương trình y tế Medical và California hay không á. Thì một số quý vị đang ở cái khung tuổi này trở lên, 65 trở lên đó, có thể là thời gian trước mình không có đáp ứng được điều kiện tài sản để mà có cái chương trình Medical và bây giờ mình đáp ứng được là mình có thể gia nhập được medi Có thể trong thời gian trước mình đã có cái chương trình Medicare rồi ha quý vị. Đặc biệt là phần A và phần B ha. Như vị biết phần A là phần mà mình đi bệnh viện. Còn phần B là phần mình đi khám bác sĩ rồi mình đi về phần ngoại trú đó ha. Cái phần A nếu mà mình có 40 tính chỉ trong hồ sơ của mình để làm việc và đóng thuế đó thì tất nhiên uh, mình không có đóng gì hàng tháng hết. Hoặc là mình có thể dùng Uh, cái phần tính chỉ của vợ hay chồng mình mình gia nhập phần A phần bệnh viện cũng là miễn phí luôn nhưng mà mình thấy tình trạng gần đây từ ngày 1 tháng 7 trở đi đó thì có một số quý vị thì liên quan đến cái phần B này ha phần b là cái phần mà ngoại chú đó mỗi tháng mình phải đóng chi phí là 170 đồng 10 sen một tháng thì cũng cao đó. cũng cao nên bây giờ mình thấy mình có được cái medical này cái mình uh, Tất nhiên là mình thấy hay cái Medicare có thể là hỗ trợ được những cái dịch vụ mà Medicare cũng đã hỗ trợ rồi thì tại sao mà tôi tiếp tục giữ cái Medicare làm gì, đặc biệt là phần B làm gì mà phải đóng 170 đồng 10 cent một tháng như vậy ha. Và đặc biệt nếu mà mình thấy mình sắp đến 65 tuổi thì cái khung tuổi 65 mình có thể gia nhập Medicare thì có thể mình lấy cái phần A thôi bởi vì phần A là cái phần uh, mà mình có tính chỉ thì uh, 40 tính chỉ thì mình miễn phí. Nên mình lấy phần A mình không lấy phần B à, như, đây, như đây mình nói là như vậy có có ok không Có đúng hay không ha Về cái đó là tùy cá nhân thôi phải không quý vị à, Cái phần B này quý vị thấy đó Mình đóng 170 đồng 10 sen một tháng Và khi mà mình đi khám bác sĩ thì tất nhiên Quý vị thấy rồi không có trả hết 100% mà chỉ trả có 80% thôi có lợi phí như vậy mình phải đóng hàng tháng rồi nếu mình muốn mua thuốc theo to bác sĩ Thì mình phải có thêm cái phần D rồi có những cái phụ phí này phụ phí kia khác của phần a phần b khi mình sử dụng nữa rồi không có bao gồm uh, răng mắt và tai uh, vân vân cái này cái kia nữa nên một số quý vị có thể là có thêm cái phần c để mà hỗ trợ những cái uh, cái cái dịch vụ ấy uh, vân vân ha uh, thì một số quý vị nói rằng thôi thôi tôi không có muốn cái medicare như vậy uh, tôi đến tuổi gia nhập rồi bây giờ tôi được điều kiện đủ điều kiện về cái phần tài sản và thu nhập thôi tôi lấy cái Medicare uh, cái Medicare thôi ha quý vị thì có một vài điểm mình muốn nêu ra để quý vị thử xem coi xét cái tình trạng cá nhân của mình có nên ghi danh cho Medicare đặc biệt là cả hai phần A và B luôn hay không ha cái điểm thứ nhất mình muốn nêu ra đó là quý vị thấy đó hai cái chương trình này đó là cái chương trình Medicare nó đến từ liên bang phải không còn Medicare là từ tiểu bang kết hợp với liên bang nhưng mà tiểu bang là cái người mà cai quản cái nơi mà cai quản về cái chương trình y tế này. Bởi vậy tại sao mà mỗi tiểu bang có, có sự riêng biệt là từ tiểu bang cung cấp cái 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 chương trình y tế này cho mình. Còn Medicare là liên bang luôn ha quý vị. Thì cái Medicare thì nó liên quan đến thu nhập và tài sản thôi, không có liên quan gì đến là hả uh, những cái điều kiện khác. Chẳng hạn như là Medicare phần A mình phải đóng thuế, Medicare là mình có được phân vân uh, cái này cái kia ha. Còn phần B thì điều kiện mình chỉ là quốc tịch Mỹ hoặc là mình là thường chủ nhân Sống ở Mỹ 5 năm trở lên thì mình được thôi ha Nhưng mà nói chung, nói về Medicare đó, thì nó là liên quan đến liên bang ha quý vị Còn nói về Medicare thì nói về tiểu bang hơn ha Đó là một điểm mà sự khác biệt đây ha Tất nhiên là cái phần B ở đây đó thì có cái phí hàng tháng mình phải đóng phải không Như mình nói hồi nãy là có cái phí 170 đồng 10 cent một tháng Nhưng mà hàng năm cái phí này có thể tăng thêm ha quý vị khi mà mình đủ điều kiện để gia nhập Medicare và đồng thời mình cũng đủ điều kiện để mà gia nhập cái chương trình y tế Medicare luôn ha luôn ha quý vị thì uh, mình khuyên nên có một lúc cả hai cái luôn nếu mà mình có cái medical đó có nghĩa là mình đáp ứng được cái điều kiện liên quan đến thu nhập và phần tài sản rồi phải không? Là có nghĩa mình cũng đáp ứng được cái điều kiện để mà Uh, tiểu bang của mình hỗ trợ trả cái phí 170 đồng 10 sen một tháng cho mình luôn ha nên mình sẽ không có trả cái này nữa và đó khi mà mình có cả hai chương trình này cùng lúc đó thì khi mà khi mà mình sử dụng đó thì quý vị thắc biết rồi phải không Medicare sẽ trả sẽ trả trước rồi những cái gì đó mà Medicare không trả đó thì cái chương trình MediCal mới nhúng tay vào để mà trả những cái chi phí ấy còn lại ha vân vân ha và quý vị thấy đó là medical thì bao gồm những dịch vụ chẳng hạn như là chăm sóc uh, sức khỏe dài hạn uh, tại nhà vân vân này kia đồ mà cái Medicare thì lại không có ha. nhưng mà tại sao mình phải giữ cái Medicare bởi vì quý vị thấy đó là cái chương trình Medicare hoặc là medical của tiểu bang đó nó có liên quan đến cái phần mà thu hồi di sản phải không quý vị uh, có nghĩa là mình khi mà mình sử dụng cái dịch vụ chăm sóc y tế mà tiểu bang của mình chi trả phần tiền vào đó rất là nhiều đó thì họ luôn nhắm vào cái tài sản của mình những cái gì mình có vân vân rồi những cái gì mình sẽ để lại về sau này phải không quý vị bởi vì nếu mà mình không có cái Medicare thì là Medicare là tiểu bang gánh vác hết những cái trách nhiệm về cái chi phí của mình có ở bệnh viện phải không Bây giờ mình ví dụ như vậy, ví dụ như là mình nói về cái phần B đi nha. Thì phần B của Medicare đó, mỗi lần mình đi là Medicare trả bao nhiêu? 80% phải không quý vị? 80% ha. Mình dùng ví dụ đi, mình đi 10.000 đồng đi ha. Đó, 10.000 đồng. Đi khám bệnh, những dịch vụ y tế của mình lên 10.000 đồng nữa. Tất nhiên là Medicare trả 80% là trả 8.000. Còn cái phần 2.000 đồng kia là mình trả, phải không quý vị? 2.000 đồng thì túi mình, mình trả phải không? Đó. Nếu mà mình không có cái Medicare này đó mà mình chỉ có cái Medicare không thì cái phần 10.000 đồng này ai trả? Có nghĩa là tiểu bang trả hết, phải không vị? Tiểu bang của mình trả hết 10.000 đồng này, phải không? Thì đó, cái chi phí của cái 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 sự chăm sóc sức khỏe như vậy đó là nằm bên tiểu bang như vậy ha. Đó. Còn nếu mà mình có Medicare và mình có cái Medicare cùng một lúc luôn thì tất nhiên chỉ có 2.000 đồng này thôi là tiểu bang phải chịu thôi ha nên cái phần mà chi phí của họ sẽ kém hơn phải không thì cái phần mà nhắm vào thu hồi di sản của mình uh, nó sẽ ít hơn phải không mà Medicare uh, Medicare hoặc là Medicaid thì quý vị thấy là có cái luật là thu hồi di sản nhưng mà Medicare thì lại không vậy uh, chẳng hạn như bây giờ mình dùng phần A đi mình nằm bệnh viện đi bệnh viện quý vị thấy rồi phải không ở Mỹ chi phí bệnh viện rất là cao mình lỡ mình nằm uh, 10 ngày, 20 ngày hay là mấy mươi ngày trong trong bệnh viện đi mà mình có cái Medicare phần A như vậy là những chi phí như vậy đó cái phần A gánh vác hết rồi. Bởi vì phần A mình chỉ trả cái phần deductible thôi, phải không? Rồi còn bao nhiêu thì nó còn là cái phần ít nào đó thì có thể là tiểu bang ránh vác thôi phải không quý vị? Nhưng mà nếu mình không có phần A, bây giờ mình nằm bệnh viện đi, ví dụ là 100 000 đồng đi thì ai gánh vác? Có nghĩa là bên tiểu bang của mình Medicare vánh vác hết luôn phải không? Thì cái phần di sản, mình cái phần tài sản gì của mình có là nằm trong tầm ngắm của tư ban Trong quá trình làm việc đó mình thấy có một số quý vị có cái chương trình Medicare uh, hoặc là Medicare như vậy đó, thấy rằng hay uh, tôi dùng nó không mà tôi đủ điều kiện có cái phần A miễn phí cũng không lấy luôn ha và một số vị tất nhiên không biết là phần B này đó, khi mà mình có cái Medicare hoặc là Medicare ở tiểu bang của mình đó thì cái lệ phí mà phải đóng hàng tháng chẳng hạn như là năm nay 170 đồng 10 cent một tháng đó, mình phải đóng đó thì cái đó tiểu bang cũng trả cho mình luôn nha nếu mà uh, họ không có họ sơ sót mà không có uh, mà trong hồ sơ của mình không có sẵn để mà trả phần B thì nói cho họ biết để họ trả cái phần B cho mình để mỗi tháng mình không uh, phải đóng cái đó ha quý vị nên khi mình có cái MediCal đó là một điểm mà thí dụ mình thấy rằng là mình đáp ứng được cái điều kiện có MediCal rồi mình cũng đủ điều kiện để mà gia nhập cái Medicare phần AB luôn thì cái đó là một cái cũng nên xem coi là mình có nên có hai cái hay không hả quý vị cái khác nữa mình muốn nói là sao liên quan đến gì liên quan đến bác sĩ phải không quý vị bởi vì medical và medicare có thể là cái sự chọn lựa bác sĩ hoặc là có thể bác sĩ a nằm trong cái chương trình này mà không có nằm trong cái chương trình kia có thể bác sĩ a nhận medicare và không có nhận cái medical medicaid Rồi bác sĩ b thì ngược lại vân vân mà khi mà mình có cả hai cái như vậy đó thì cái số lượng bác sĩ mà cái sự lựa chọn của mình lại càng được nhiều hơn nữa phải không quý vị bởi vì mình thấy có một số bác sĩ uh, không có nhận medical hoặc là Medicaid bởi vì họ nói rằng hay khi mà họ cung cấp những cái dịch vụ như vậy đó thì chính phủ không có chi trả họ nhiều như là uh, qua cái chương trình medicare ha quý vị và khi mà họ mà nộp đơn để mà để mà uh, nhận được uh, những cái sự chi trả từ chính phủ thì thường thường Medicare họ nhận cái phí ấy uh, lẹ hơn là từ qua những trình Medicare hay là Medicare thôi quý vị. Alright, đó là một tí thông tin về đề tài này mình muốn chia sẻ để một số quý vị uh, mình thấy trong thời thời gian qua thấy rằng là hey tôi có Medicare rồi thôi tôi không muốn có Medicare làm gì mặc dù phần a tôi vẫn được miễn phí tôi không muốn lấy rồi phần b có phí này phí nọ vân vân nữa rồi khuyến khích người này người kia cũng nên làm như vậy thì đó cái nhìn mình có thể xem coi cái trường hợp của mình cá nhân của mình có đúng hay không có hợp hay không ha có gì mình sẽ trả lại những video sau chào quý vị